bắt khẩn cấp nhóm chuyên cho vay tiền lợi dụng người bệnh gặp khó khăn trước cổng bệnh viện lớn ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 5 tháng 1, đại diện phòng tham mưu công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đặng Thị Hoa 52 tuổi, Tô Bán Nguyên 28 tuổi, Mai Thị Mỹ Linh 48 tuổi về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đồng thời, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bình Thạnh khởi tố bị can và bắt tạm giam Hà Quốc Huy 45 tuổi điều tra về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và cưỡng đoạt tài sản. Theo điều tra, lợi dụng hoàn cảnh cấp bách của người dân đi khám bệnh tại Bệnh viện Ung Bú, Bệnh viện Nhân dân Gia Đình, Hoa cho vay góp và vay tiền đứng. Người vay thế chấp bản gốc các giấy tờ như căn cước công dân, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu và ký giấy vay tiền. Số tiền vay tối thiểu từ 500.000 đồng đến 60 triệu đồng với lãi suất 30% một tháng. Sau khi được vay thì người vay phải đóng phí dịch vụ 10% tổng số tiền vay và đóng trước tiền góp, tiền lãi một ngày đầu, sau đó mới được nhận số tiền phần còn lại. Nguyên được thuê đi đòi nợ với mức lương 9 triệu đồng một tháng. Đến thời điểm bị bắt, nhóm của Hoa đã cho 22 người vay tổng số tiền 259 triệu đồng với lãi suất từ 360 đến 720% một năm, cao gấp 18 đến 36 lần lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật dân sự, thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay lãi nặng là hàng trăm triệu đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bình Thạnh đang tiếp tục xử lý các nhóm đối tượng theo quy định của pháp luật. Công an quận Bình Thạnh thông báo đến người dân những ai là người đã vay tiền của các nhóm đối tượng trên nhanh chóng đến cơ quan công an để trình báo. Công bằng, bạn nghĩ sao về tình huống trên? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.